Cô chú anh chị ơi. Cô khóc luôn rồi cô chú anh chị. Mấy chục năm rồi bây giờ tôi mới thấy. Từ ngày đó tới giờ cầu nguyện cho tôi mặn được có tiền đi tôi đi xuống tới đây tôi đi giếng. Bây giờ tôi đứng tới đây rồi quỳ lại Vũ Linh ơi Vũ Linh. Mỗi đêm tôi thức sáng đêm có khi tôi sáng đêm tôi mới không ngủ luôn. Cô ở đâu cô? Ở Tây Ninh chú. Tây Ninh hả? Mà cô có tình cảm hay thương mến như cậu Năm dữ không mà? Từ hâm mộ thôi chứ cũng hồi ảnh về ở Hồng Ngự á, ở Đồng Tiến á, về hát có một đêm là tôi qua bển rồi gặp mặt bù đồ đen. Tôi chị tôi nói Vũ Linh ơi cho tôi ôm ông tôi hung miếng thôi rồi. Là yeah. Tới bây giờ là năm nay là 20 mấy năm gần 30 năm rồi. Là Hồng Ngự là Đồng Tháp đó hả cô? Đồng Tháp. Dạ. Rồi bây giờ tôi ở Tây Ninh nè, ở huyện Tân Biên á. Dạ. Cô xuống đây là với ai cô? Đi xuống đây thăm em rồi cầu nguyện. Nếu mà cho tôi mặn, cho tôi mặn vợ tôi mặn được, tôi đi xuống tới đây là tôi vô ngay cái này mà ngày qua nay. Cái nhỏ hỏi nhỏ con chớ gần đây mới nói gần. Mà sáng giờ nghe nó nói để con chở mấy ai đi mà tới bây giờ mới đi được. Quý với ai nữa Hồng Loan. Theo lẽ là Hồng Phượng với Hồng Nhung hai người tôi có danh sự đâu là tôi sẽ ấp bức dữ lắm. Mình có anh mình có một đứa con. Theo lẽ mình là cô, mình là em, mình phải thương em mà chị mình với cháu mình. Giờ anh mình đã mất đi còn có một người con một, mình đừng có nên mà làm như vậy. Tại sao người ta người dân mà người ta thương cháu mình cỡ này, tại sao mình là cô mình là chú mình không biết thương chú Bảy, ông Bảy vào ông bảy gì đó ông á, ông nên nhớ nha, ông biết bao nhiêu ông làm khổ con Hồng Loan bao nhiêu là nửa vợ chồng ông khổ bao nhiêu, còn á còn cô xá hoa mà Hồng Nhung ha, cô đừng làm cho con Hồng Loan tội nghiệp nó là cô độc rồi, cha chết chỉ là còn tới nay cha chết thì còn cô, mà bây giờ cô mà tranh giành như vậy tội nghiệp thôi, giờ đến đây là cái bàn này là chấm dứt được đó cô Hồng Nhung với bà Hồng Phượng, tới cái màn này là chấm dứt được rồi. Tôi áp bức lắm nè, tôi là dân đi làm mướn chứ không phải là tôi là có gì hết. Mà giờ này tôi phải xuống tới đây tôi mong ước từ lâu. Nói thiệt. Chị Sơn che dù cho cô cái chị Sơn. Rồi đó, bây giờ đó, cháu mình bây giờ nên bỏ cho rút đơn ra hết. Đặng để cho cháu mình đi rồi mai mốt cháu mình nó cho mình được một bớ nào để ra dưỡng già. Còn mình làm gặm nào, mình cháu mình khổ. Một, mình khổ tới 10 lần. Đó, tôi nói bao nhiêu là tới đây là tới đây tôi nguyện vọng từ hồi mà Vũ Linh chết bây giờ là tôi nguyện vọng tôi đi tới được nơi đây, đây là tôi về tôi chết tôi cũng mang vọng, nguyện vọng của tôi là rồi đó. Còn tới nhà nữa, một lần tới nhà nữa. Tức lắm. Thôi Vũ Linh ơi, nếu bạn có mất đi rồi dám mà về độ cho con gái mình. Cái gì cũng cho qua hết. Mình dám che chở cho con gái mình. Tại sao con mình là một thằng ngủ nuôi Vũ Linh mà còn đeo theo con mình như vậy, mình dám mình đeo theo để cho con nó mằng lên đi, đừng để cho mà người ta khi dễ nữa. Vậy là tôi mừng dữ lắm rồi. Giờ phút này là nguyện vọng của tôi là Vũ Linh ơi, tôi năm nay 67 tuổi rồi, là tôi như gì là tôi quá mượn giọng tôi rồi. Giờ nhà cô chị em anh em con cháu đây tới đây là như gì là quá mừng rồi, quá đẹp rồi. Con cháu với các cháu mà giữ cái mã như vậy, cái mộ của Vũ Linh như gì là các cháu nghe khen dữ lắm. Hôm nay tối ngày ở trên Tây Ninh là ai cũng khen hết trơn luôn, nó quá trời luôn.
có người chết nào ta chôn rồi là người ta đâu có như gì đâu. Yeah. Phải với ông con, cả nước luôn, không có ai mà như cái mã của cái mộ của ông Dũng Linh hết. Yeah. Coi ta giàu cỡ nào chết ta làm cái mã biết bao nhiêu mà cũng không có người nào hết. Chết rồi là đem đi, mà tại sao Dũng Linh mất đi rồi là năm bữa nay là trên 4 tháng rồi. Năm tháng mấy rồi. Mà có dứt một ngày nào hết. Cô là năm tháng mấy là cô theo năm tháng mấy. Có khi sáng đêm, cô bắt sáng đêm rồi mấy nhỏ cháu, con của cô nó còn la, nói mẹ ơi mẹ, mẹ làm gì vừa mẹ bệnh theo. Thiệt bệnh, bệnh là bệnh. Vậy nói nhiêu đó là được nè. Rồi, chúc tất cả. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nói ngày nay là ngày bước lên rồi, tôi lên tới cái mà cái mộ của Vũ Linh rồi, tôi về tới nhà tôi mắc tôi cũng hạ dạ của tôi nữa. Cái mãn nguyện rồi đó. Bức xúc quá, bức xúc rồi. Tôi thấy Hồng Hồng Nhung nè, Hồng Phượng, cái bữa mà Vũ Linh đi ngoài Mũi Né ở đây hả, kéo cũng như là bầy trâu bầy chó vô đây đằng mà mãi tôi nè hả, tôi nói thẳng luôn đó. Tôi nói con người chứ không phải là con trâu con chó cháu của ta là con mấy nữa. Đi chơi đi tự cháu mình mà tại sao mình không thương cháu mà cứ hại hoài. Hết này tới kia tôi thấy là nói đó. Đem cái chai gì đó đem lại chú nào đợi. Chú nào mà hỏi chứ làm cái gì nói dầu thơm đưa đi tôi xức trước đi. Có gì không? Cũng có nghe vậy mấy anh em cũng có đứng ở đây. Tôi tức chứ lắm, tôi nói tàu ô trời đó mà lỡ mà tát vô cái băng mặt cho một cái đi dù rồi hả nói. Vậy thôi nha. Dạ, cảm ơn cô. Lời cũng rất rồi. Cô chú anh chị ơi, thì cô ở Tây Ninh, cô đã từng gặp cậu Năm Vũ Linh rồi, cô cũng có yêu mến cậu Năm Vũ Linh, nên cô có những cái bức xúc, có những lời lẽ bức xúc hơn xíu, là có thốt ra những lời không hay, thì mong rằng cô chú anh chị thông cảm, xem video thông cảm ha. Tại vì em là người chia sẻ thông tin nên cô chú anh chị thông cảm ha, chia sẻ những thông tin đúng thực tế tại một cậu Năm như thế nào, thì mong rằng là cô chú anh chị mình thông cảm nha. Đó là chia sẻ thông tin thôi cả nhà ơi. Để cho cô thắp nhang đi cô chú anh chị ạ. Cô có bức xúc thì cũng đừng có chửi cô ha. Dạ, nhiều khi chửi cậu Năm cũng buồn. Dạ. Nhiều khi bức xúc quá cô kìm nén không được, cái mình thốt ra mình chửi thì nó không hay. Dạ. Cô biết chú biết không? Tức đã cháu mình đi đã nó khổ quá rồi. Em anh nó đã là anh nó dụ cho em đi chơi cho nó thôi bọn. Mà về để ở nhà, bắt đầu ở nhà làm kéo như nguyên một cái chiếc xe đi lên đây. Mà nằm còn lại nha. Bây giờ máy Huy sẽ thắp đi rồi. Ngày nay là nguyện vọng tôi giải hoài cậu, tôi giải cho tôi đi tới đây đi, đặng mà tôi thăm được cái rồi tôi về tôi nhắm mắt tôi cũng được đó. Giờ ngày nay là ngày tôi đi tới đây rồi thì thôi bây giờ đổ cho Hồng Loan nó mà ăn cho nó buôn bán được lên, như người ta để lúc trước nó cái quỳ gói mì tôm nó cũng chưa có tiền nó mua ăn nữa. Thì thôi bây giờ giáng độ cho cháu nó mạnh và khỏe, cho mấy cháu nó khỏe đi đặng nó buôn bán đừng có nó ăn nó dậy lên là nó giàu có lên là Vũ Linh quá linh rồi. Độ cho con cũng như là con của tôi luôn, tôi dòm thấy quá trời tội nghiệp rồi, quá hiền luôn rồi. Bên đây cô, mời cô chú anh chị, đó là những lời mà cô chia sẻ. Dạ, bên đây cô tên gì cô? Cô Văn Thị.
Cô Sẻ hả? Dạ, cô ở Tây Ninh hả? Dạ, tội nghiệp cô đây. Dạ, bên đây, cô lên đây mà giữa trời chưa nắng, cô bức xúc đổ mồ hôi hết luôn cô chú anh chị ơi. Thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Em là Tài 66 Vlog, kênh YouTube của em là người chia sẻ thông tin tại mộ của Năm Vũ Linh. Mong rằng cô chú anh chị và các bạn nghe được những video này có gì sơ sức, mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em ha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, xin chào cả nhà nha.